Đây, hướng dẫn anh em nhiều khi tiện dây rẽ tấm 5 download upload. Đấy, ta làm này cho nó nhanh, tìm cổng com kia. Làm dự án thì anh em nên mua cổng com phải hàn cho nó đẹp nhé. Rất tiện luôn. Còn dây cáp USB RS85 cộng đấu vào cộng và trừ đấu vào trừ thôi. POCS7200 hoặc cổng com RS85 bất kỳ. Làm này cho nó nhanh khi test kiểm tra khi hàn cổng com nhiều khi không có hoặc ra công trường bí. Đấy, luôn dây điện, dây điện nõi nhỏ một chút cắm vào, hoặc là dùng dây điện nõi nhỏ nó cứng ấy, nõi cứng ấy, khi cắm vào cổng com người ta quấn cong cong một chút để tạo tiếp xúc tốt, không có dùng hai cái tăm nó cắm vào, rất tiện đúng không? USB dây cáp này có thể download được rất nhiều hiệu quả nhé, test truyền thông công nghiệp RS845 hoặc là POCS7200 300 của cổng com download upload rất là tiện. Đây, cái lối cổng com thôi, không phải mua dây ở ngoài chuyên dụng gì cho đắt tiền, mỗi hãng lại một dây cáp khác nhau tốn kém.